tất cả các bạn đã trở lại với channel của tụi mình. Và hôm nay sau những cái vlog đi chưa sử dụng ra thì tất nhiên là tụi mình sẽ trở lại với vlog tập phim. Và một phần đó là cũng có một số bạn không mình ở trên YouTube á, và cũng nhắn tin cho mình là hãy quay một vlog tổng hợp các bài tập vai đi. Thì chính là vlog này. Vlog ngày hôm nay mình sẽ quay hết tất cả các bài tập vai để mà các bạn có thể thay đổi trong quá trình tập của các bạn, mà các bạn có thể chọn ra bài nào các bạn thích thì các bạn tập. Cho nên đó là để cho cái vlog đẹp đẽ hơn á, mình phải lặn lội 1 tiếng 30 phút để mà có thể đến cái phòng gym này để mà có thể quay đẹp hơn cho các bạn xem. Vì các bạn nhất định là bấm like cái vlog này nhá, để mà ủng hộ cho tụi mình. Và sau cái vlog này cũng là một cái vlog tổng hợp tất cả các bài tập tay sau cũng như là ống tay này cho các bạn nữ, cho nên là các bạn đừng quên ủng hộ mình nhé. Và thôi bây giờ hãy cùng đi tập nào. Thì trước tiên á là các bạn phải nên có động trước rồi mới thể đi tập. Hai bài đầu là mình thường tập để mà warm up trong những ngày tập upper body và chỉ cần tập tạ nhẹ thôi, và các bạn có thể tập từ 3 đến 4 set cho một bài. Tiếp theo là một bài khá phổ biến và tác động vô vai rất là nhiều. Thì đầu tiên để tránh chấn thương thì kỹ thuật lên tạ cũng là một bước quan trọng khi mà các bạn tập với tạ nặng. Hít vào khi hạ xuống và thở ra khi đẩy lên. Và các bạn nên nhớ ngồi thẳng lưng, chân giữ chắc đạp xuống đất để mà có thể đẩy được tốt hơn. Còng tay, cầm chắc tạ để tạ không bị đung đưa trong khi tập. Bài tiếp theo sẽ có kỹ thuật giống như bài dumbbell press. Các bạn nhớ tập từ từ chậm rãi và cảm nhận được cơ vai trong khi tập. Và ở bài này, trong một tuần sẽ có một ngày mình tập 3 set nhân 12 rep và 5 set nhân 5 rep. Và một chút lưu ý ở đây, các bạn nên nhớ là tay cầm tạ không nên quá xa nhau hoặc là quá gần. Cũng ở bài này các bạn có thể tập thành một bài mới bằng cách hạ tạ xuống sau đầu. Nó sẽ có một phần khó hơn và nặng hơn so với tập như bình thường. Bài tiếp theo này sẽ vừa tác động vô vai và cầu vai. Phần bàn tay bạn cầm tạ khi hạ xuống và khi đưa lên nhớ chỉa thẳng xuống dưới, chứ không nên quặp ngược vô trong hoặc là bị bẻ ngược ra ngoài. Và chỉ cần kéo lên cỡ ngang vai là đủ. Bài này bạn cũng có thể tập ở cable với kỹ thuật giống như vậy. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách tập nào mà các bạn thấy phù hợp hoặc là thích hơn. Ở bài này các bạn sẽ thấy mình từ đứng thẳng chuyển sang hơi nghiêng nghiêng. Khi tập tay phải thì tay trái vịn cột và người hơi nghiêng về phía bên tay phải. Và tay khi đưa lên không quá cao. Và ngược lại đối với bên tay trái. Ở đây là mình tập bằng cable, các bạn cũng có thể đứng form y chang như vậy và tập với tạ. Bài side lateral raise này cũng khá là nặng. Khi nâng tạ lên chỉ cần ngang vai, các bạn thả tập nhẹ mà chậm rãi để vô cơ còn hơn là tập nặng nhưng mà lại dùng sức lực để người nhúng lên hoặc là vung tay, sẽ khiến cho kỹ thuật bị sai và lại không tác động vô cơ. Còng người giữ nguyên, không bị nghiêng ra trước quá nhiều hoặc là ngã ra sau. Tiếp theo sẽ là bài tác dụng vô vai trước. Ngoài cách cầm tạ bình thường như trong clip đầu mình quay thì một cách nâng cao hơn, các bạn có thể đặt ngón cái lên thân tạ và khi đưa tạ lên các bạn hãy chỉ tạ ra phía trước như trong clip mình đang cầm. Các bạn sẽ cảm thấy phần cơ được căng ra hơn. Và ngoài tập từng tay, các bạn có thể tập hai tay cùng một lúc. Và các bạn nên nhớ là đối với tất cả các bài tập phải luôn luôn đứng thẳng, còng người lại, người không bao giờ bị di chuyển hoặc là bị cong lưng. Các bạn có thể tập thêm cho vai trước bằng cách cầm thêm miếng tạ như mình đang cầm và nâng lên phía trước, hoặc các bạn có thể cầm luôn cả tạ ngang barbell và với form cũng y chang như vậy. Bài tiếp theo sẽ là một dạng biến thể nâng cao hơn của bài overhead press. Ở đây các bạn sẽ chụm hai thanh tạ lại, ngồi thẳng người, ngực đẩy về phía trước và hạ tạ xuống, rồi đẩy lên thẳng lên đầu, không nên đẩy xéo vào sau đầu hay là đẩy về phía trước quá nhiều. Và đây cũng là bài cuối cùng của các clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết các clip này.
Và những bài tập này đều dành cho cả nam và nữ, chứ không riêng gì nữ mới tập những bài này. Đối với các bạn tập ở nhà, các bạn có thể thay thế tạ bằng những vật dụng nhẹ nhàng hơn như là chai nước hoặc là một thứ gì đấy bạn có. Bye bye và hẹn gặp lại ở các bạn ở clip sau nhé.